iPhone 2020 sẽ không tăng giá quá nhiều. Apple được cho sẽ ra mắt iPhone 5G vào mùa thu năm 2020 và cho dù các linh kiện liên quan đến 5G có thể làm chi phí sản xuất thiết bị tăng thêm từ 30 đô la Mỹ đến 100 đô la Mỹ tùy thuộc vào mỗi phiên bản, nhưng nhà phân tích Minh Chi Kuo tin rằng giá của các iPhone này sẽ không tăng đáng kể so với dòng iPhone của năm nay, trong khi iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max có giá khởi điểm tại Mỹ từ 999 đô la Mỹ đến 1099 đô la Mỹ tương ứng. Còn iPhone 11 có giá khởi điểm từ 699 đô la Mỹ. Theo nguồn tin của Mark Rumors, ông Kuo tin rằng Apple để bù đắp cho việc chi phí linh kiện 5G gia tăng, sẽ bù đắp bằng cách giảm chi phí chuỗi cung ứng, bao gồm cả việc loại bỏ khoản thanh toán trả trước cho các nhà cung cấp để thiết kế lại khung kim loại và thân máy cho iPhone 5G. Các khoản thanh toán này thường được trả trước trong một lần cho các nhà cung cấp để nghiên cứu, thiết kế, phát triển và thử nghiệm một sản phẩm hoặc linh kiện mới. Ông Kuo tin rằng Apple sẽ chuyển các hoạt động đó sang tự nghiên cứu và phát triển tại công ty để giảm chi phí. Các khoản thanh toán này thường giúp những nhà cung cấp của Apple hoạt động vào những thời điểm doanh số iPhone xuống thấp vào mùa xuân hoặc mùa hè, nhưng ông Cuo tin rằng khoản thanh toán này sẽ không còn quan trọng từ năm 2020 khi Apple sẽ ra mắt iPhone thành hai đợt mỗi năm, các mẫu iPhone giá rẻ vào mùa xuân và iPhone cao cấp vào mùa thu để kích thích nhu cầu mua sắm.